Cao nguyên đất đỏ thuộc huyện Eka ở tỉnh Đắk Lắk. Thì hiện tại thì đoàn của chúng tôi là đang có mặt ở tại hồ Erus và toàn bộ những cái vật dụng mà chúng tôi chuẩn bị mang lên để làm từ thiện cho bà con ở bên kia cái đồi núi, tức là bên kia cái con đập này quý vị. Và chúng tôi phải di chuyển bằng tất cả món đồ này là đi bằng thuyền. Thì bằng những cái chiếc thuyền nhỏ này qua bên kia cái đồi núi là sẽ có một cái làng Mông, đó là cái làng của tất cả những bà con dân tộc thiểu số, phần đông thì người ta sống bên đó, và chắc chắn rằng là bên đó thì cái cuộc sống nó còn thiếu thốn rất là nhiều, cho nên là vì vậy mà chúng tôi sẽ có những cái món đồ, tuy rằng là nó nhỏ nhưng mà nó mang một cái tình thương chia sẻ lẫn nhau trong cuộc sống. Và đây là lần mà chúng tôi sẽ có những cái món quà sẽ gửi đến cho bà con ở bên cái làng Mông bên kia. Xin cảm ơn quý vị và rất mong rằng là lần từ thiện sắp tới thì bà con chúng tôi cố gắng huy động để mà đóng góp phục vụ cho bà con thêm một cái tình thương mến thương nhiều hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Được cái làng làm bông này thì không phải là chuyện đơn giản các bạn ạ. Chúng tôi phải vượt qua 3 km đường sông và bây giờ phải di chuyển bằng đường bộ 800 m. Cảm ơn. Anh đi. Bố mẹ đi đấy hả? Bố mẹ đi đâu? Bố mẹ đi làm hả? Phải không? Đi Lào hả? Thank you.
Thì chúng tôi đang có mặt ở xã Erus. Đây là làng dân tộc Làng Mông của huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Thì hôm nay chúng tôi đến đây với mục đích là mang những món quà nhỏ đến cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Làng Mông này. Hiện tại thì có rất là nhiều bà con đang có cuộc sống rất khổ. Thì rất mong là bà con cô bác chúng ta hãy cố gắng dành một chút tình thương để đến đây giúp cho bà con Làng Mông nơi này, một cái tỉnh miền núi của tỉnh Đắk Lắk. Xin cảm ơn quý vị.